Thank you.
Hãy subscribe.
cho anh Hoàng nghỉ xả hơi một cái break, nhưng mà chúng mình sẽ tiếp tục. Break là break luôn á. Đừng break luôn nha. Có một cái này 5 phút thôi, nhưng mà đừng có break, đừng có nghỉ luôn. Tại vì như thế này nè, em xem tuyên bố là bữa hôm nay á, là sáng đây mình làm birthday cho tất cả các anh chị của tháng 11. Thế nào? Mình say happy birthday, anh Thắng đúng 60 tuổi. Và một điều hơi quan trọng là tụi em xin ghé rất là hôm nay trong năm nay là anniversary đúng 30 năm của tháng này và của tất cả các anh chị. 30 năm, 3 tháng rồi. Rồi, đừng có nói 30 năm, biết là được rồi. Ok nhá, vậy một lần nữa chúc mừng em nhá. Ok nhá. Vậy quý vị rất là vui gặp quý vị ngày hôm nay. Tôi ghét chữ thầy lắm, mặc dù người ta cứ gọi chữ thầy. Thế nên bắt từ tối hôm nay đấy, gặp từ ngoài đường. Xin vui lòng, làm ơn, làm phước gọi từ anh dùng, được không? Được không, được không? Cảm ơn, cảm ơn. Ok, anh Lâm trẻ trung. Rồi tiếp tục nha, các anh chị tiếp tục đi nhé. Em có làm hai ổ bánh phản công phu lắm á. Tình ra tí xíu mình cắt đến thằng ngắn nhé. Rồi bây giờ đến với chị nào? Đến chị nha. Đến chị. Đến chị. Rất là hay. Có bất kỳ nhỏ nhỏ nhé.